là mình đi là vừa là có công có việc, vừa là kết hợp là cái chuyện gọi là đi thăm quê hương đất nước luôn. Bởi vì thật ra em nói với anh là đất nước Việt Nam rộng lớn quá, đẹp quá. Đi qua cái Tiền Giang em còn vào dừng chân trại cái trại rắn đấy anh. Cái trại rắn đấy, cái trại rắn đấy ở Đồng Tâm anh, ở Tiền Giang đó. Thế Đúng sau khi đó rồi, thì vào thì chúng nghỉ tao cơm trưa. hiện nay Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thì không bưng bô cho Đảng, thì bưng bô cho ai? Chả bưng bô bô cho mấy thằng ba que chúng mày à? Nói chung là bưng bô thì cũng được mà bảo vệ cũng được. Đúng Cái rồi, đấy cái chuyện đúng. bây giờ nói thẳng luôn là ai thế thôi, bởi vì Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam Vâng. là một đảng lãnh đạo nhân À. dân Việt Nam đi từ thắng lợi này đến Không, thắng bây lợi giờ khác, là hôm từ nay làm từ live thì người. 9:30 ngồi mai. Cho nên là chả bảo vệ thì sao? Bởi vì phải bảo vệ chứ, vì những người dân, đảng cũng từ dân mà ra, mà dân cũng thế thôi. Những người công dân ưu tú, có những người có trách nhiệm với dân đất nước thì sẽ trở thành đảng viên mà phải có ăn học, Đúng phải có đường không? hướng theo ý riêng. Chứ không phải là tự nhiên mà người nào cũng là đảng viên được, người nào cũng là dư luận viên được. Chúng tôi được các ông phong cho tôi là dư luận Mình viên cũng là phải thì tôi oai, mừng đó lắm. anh em mình Oai. Anh bằng hiểu không? Chứ còn thật ra đó. em nói thật là em nói thật anh là em cảm nhận vì một cái cuộc đi và em đi xuyên ba miền Bắc Trung Nam, cho nên em thấy rõ là cái sự phát triển của kinh tế Việt Nam ấy với cái sự điều tiết của nhà nước mình là nó rất đồng đều. Và nói thật sự mà anh, mình đi ra mình biết khi mình tiêu đồng tiền thì nói thật mình chỉ là một cái hạt cát trên đó thôi, còn rất nhiều người người ta anh bảo đấy nhá, cả khách sạn to thế mà vào em lấy 4 phòng mà còn mỗi 2 phòng, mà phòng VIP nhất nó còn là 4 triệu, ở đây mình ở cái phòng 2 triệu. Chứng tỏ là em Đúng. nói với anh là còn nhiều người rất khá giả. Đấy, mà em nói với dân nhá, đi tứ xứ nhiều nơi đến. Cái nhất cái thứ hai là em nói với anh ở dưới toàn xe dựng mười mấy tỷ. Rai bách đấy. Ôi Rồi. giời ơi, nhìn đúng là em nói với anh mình đúng là nhà quê ra tỉnh thật. Đấy, và biển 65 luôn, là biển của Cần Thơ Của luôn. đúng Cần Thơ luôn. Đấy, chứ không phải là 80B, 80A hay 29A gì nhá. Có một em nói thật sự anh, cho nên là bọn ba que là này. Xong xét cho cùng ấy, thì bọn ba que là nó có một cái như này anh bạn. Tại sao cái thời điểm mà bọn ba que đấy là Mỹ đã bảo trợ cho Nam Hàn, Thái Lan, Phi Luật Tân, Đài Loan với bọn ba que nữa là 6 bọn. Nhưng tại sao nó phải bỏ? Vì chính người Mỹ nói trong một cái tư liệu là cái chính thể của bù nhìn của Việt Nam Cộng Hòa làm cái đám vừa bảo thủ, vừa dốt nát, vừa tham nhũng, vừa gian trá, vừa man rợ, vì nó Đúng. giết người Mỹ nhá, nói thế thôi. Nhưng cái cách giết người của người Mỹ nó lại tinh tế, nó như dùng B-52 để nó khỏi ám ảnh đến người 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 người, người phi công, là nó buông từ rất cao xuống coi như nó giết là bọn không nhìn thấy. Nhưng mà Anh Việt nói Nam Cộng em bây Hòa, giờ này, cái bộ phim Việt Nam U ấy, Chiến tranh Việt Nam ấy, do những cái đạo diễn Mỹ, toàn bộ Mỹ người ta làm đấy, thì người ta coi cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa có phải là chế độ ngụy không, đúng không? Và tất cả những chiến tranh đấy hiện nay ba que xem cái bộ phim đấy do người Mỹ, người ta những đạo diễn Mỹ người ta tự làm vâng. Cho nên là đấy. báo cáo với anh bằng là thực sự là mình càng thấy mình càng đi thì mình lại càng học hỏi thêm một điều, mà chính cái Đúng. người này là cái người nói với em ấy, là cái người ở trong Việt Nam Cộng Hòa mà người lớn tuổi, tức là cái thời đấy Việt Nam Cộng Hòa nói chung là giết người man rợ lắm, không những giết cộng sản nhé mà nó còn tra tấn những cái người trẻ con với cả bà già, nó cho rằng là tiếp tay cho cộng sản. Cho nên chính vì thế nó mới có mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam, cho nên người dân nghèo người ta không chịu được, còn Mỹ nó chỉ nuôi một số thằng thôi. Cho nên chính khi mà Mỹ nó đã thấy cái việc đó, Mỹ không bao giờ nó ngu, nếu mà ông mạnh ông tốt nó không bao giờ bỏ ông, đúng không anh? Tại sao nó không bỏ ông Nam Hàn, tại sao nó không bỏ ông Đài Loan, tại sao nó không bỏ ông Thái Lan mà nó đi nó bỏ ông Việt Nam Cộng Hòa? Bởi vì cái thể chế đó nó đầy rẫy những sự Nói chung cái xin lỗi, cái phim mà Việt Nam mua tất cả do Mỹ làm, không có dính dáng gì đến Việt Nam Việt nước gì cả. Ý mình nói thế không, mà không biết là bộ phim đó là nó có đạo diễn của Mỹ hay không, hay đạo diễn Pháp hay đạo diễn gì, nhưng mà bộ phim đó là do Mỹ làm. Đấy, mình nói với Đỗ Tân Hữu như thế. mà anh em nói với anh là trong cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa ấy, là người Mỹ nó cho là cái thằng dốt nát nhất, thằng ương hèn nhất, thằng ngu dốt nhất, thằng tham nhũng nhất,
thằng bóc lột nhất, thằng độc tài nhất, thằng độc đoán nhất, lại còn là cái thằng gọi là khốn nạn nhất. Nó kết luận bằng một câu như thế, cho nên mới bỏ, nó xác định nó mới bỏ anh ạ. Nhưng mà chúng nó bây giờ lại còn cứ ra giả ra bố Mỹ chúng nó. Bởi vì thật ra là em rất buồn là ở chỗ là vì này này, xin lỗi những người mà đã trải qua người lính Việt Nam Cộng Hòa, có thể chúng tôi động chạm vào cái từ ba que, nhưng bởi vì đáng nhẽ ra chính những cái người lính ấy mà đã phải chiến đấu, và bây giờ mà chúng để cho chúng nó lợi dụng ấy, nó gọi là con kền kền ấy, nó lợi dụng, nó cầm cái cờ vàng để nó lợi dụng. Nhưng thật ra những cái người mà có lương tri ấy, là người ta rất muốn cái lá cờ vàng nó ngủ quên đi trong ký ức của người ta, dù sao cũng là một người, nhưng mà chúng nó lại cứ mang ra để chúng nó kiếm tiền, chúng nó buôn lận thù bán hàng giả. Cái vấn đề đây là bây giờ này, mình gọi ba que ấy, thì bây giờ tức là mình chỉ gọi hai dạng người là ba que, cho nên những người nào nó không phải như thế thì đừng có tự ái. Ví dụ này, ba que là những kẻ hiện nay tức là những kẻ chống cộng cực đoan và bọn dâm chủ quậy trong nước, thì mình gọi chung là tắt là ba que để cho nó gọn thôi, đúng không? Cứ mỗi lần cứ nói dài quá thì nó nói chung là nó mất thời gian. Đấy. Vâng. Nên là cái việc em nói với anh hôm qua, em có lên cái diễn đàn của cái bạn ông Thọ Thọ nào, ông này cũng rất vô tư, ông lên thì bọn nó gọi là nó lợi dụng. Sau đó lên, em lên thì em chỉ phản biện về cái lá cờ, vì ông ấy lại đưa cái lá cờ đỏ sao vàng với cái lá cờ ba que vào một cái khung, đóng cái khung xanh. Ý ông nói là cái màu xanh ở ngoài là cái màu trợ hòa giải dân tộc. Tôi bảo ông như thế, thứ nhất ông bảo đây là ý tưởng của ông, nhưng tôi nói thứ nhất là ông đã vi phạm pháp luật, bởi cái lá cờ này đang đại diện cho những cái bọn chống cộng mà hiện nay không, ông không tin tôi, ông mang ra đường bọn nó đánh chết ông luôn. Đấy, thử xem. Còn cái lá cờ đỏ sao vàng là cái lá cờ tổ quốc, còn lá cờ bốn liềm mới là lá cờ của đảng. Mà cái lá cờ ba que từ thời Mỹ là nó chỉ ngồi với lá gọi là mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam thôi, nó không được ngồi với cả chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mà Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phải nói chuyện với bố Mỹ chứ mày. Cho nên ông không thể để một cái lá cờ như thế để trong cái được. Để ông bảo là ý tưởng của ông này. Xong sau ông bị bọn Xiêm Thái, Hoàng Tuấn Bạch, những cái thằng nó lên bắt đầu nó định vào. Tôi bảo nhá, ông cẩn thận, ông bị nó lợi dụng. Em nói với anh thế, hôm nay ông ấy xóa cái bài, khoảng xóa bài ngay. Thứ nhất, cái thứ hai là cái thằng Chí Phạm nó lên, nó cứ dọa, nó bảo thế nọ kia. Em vừa nữa em bực mình quá, từ hôm giờ em chưa bao giờ chửi trên diễn đàn, em vừa vào diễn đàn Hà My em phải chửi nó luôn. Em xin lỗi vì em chửi vậy. Nhưng mà vì này, chúng nó cứ dọa. Em bảo nghĩ trong lòng, tao mà sợ thì tao đã không lên. Bây giờ đây. Tao đây này, bao nhiêu này, còn chúng mày, tao nói mày, bây giờ mày lật đổ được đảng cộng sản để xử tao ấy. Mình nói với lên, đúng rồi, mình nói với lên với tất cả các bạn này. Chúng nó cứ bảo cộng sản có như ác nọ ác kia, nhưng bản thân chúng nó, thấy chưa? Chúng nó chưa làm được gì đất nước Việt Nam mình, mà chúng nó đã dọa anh em mình lên trên này nói rồi, tao về, tao mà về được Việt Nam, những người giết đầu tiên là mày. Thì đấy là cái sự ra đá, nó là như nào? Mà anh em mình lên đây, mình chỉ nói về những sự thực thôi, đúng không? Quả đất nước Việt Nam hiện nay, đúng không? Mình nói rất là có tình có lý. Những cái người lính ngụy Sài Gòn ngày xưa, chúng mình vẫn là yêu quý người ta, đúng không? Cuộc chiến đã qua 43 năm nay rồi, chúng mình chỉ chống lại cái bọn mà gọi là cái bọn mà ba que thôi, tức là cái bọn mà chống cộng cực đoan và bọn dâm chủ quậy ở trong nước. Mình nói ra sự thực để cho những người dân người ta chưa hiểu biết, và những cái bà con Việt Kiều ở bên kia, người ta đi bận, đi làm lục bận tối ngày, người ta về người ta có khả năng người ta xem qua kênh YouTube hoặc qua những kênh của mình để người ta hiểu ra được một số vấn đề nào đó. Chứ anh em mình lên đây, tôi khẳng định là chúng tôi nói về cái sự thực của đất nước Việt Nam, chứ không có cái chuyện mà chúng tôi tức là xuyên chúng tôi gọi là tâng bốc tất cả cái lên cả. Tôi nói với lên về tất cả các bạn, ông chỉ cần xuyên tạc của ông tâng bốc một cái điều gì đó thì làm mất đồng lòng tin của mọi người đi. Hiện nay dân trí của Việt Nam cũng rất là cao, hoặc những bà con Việt Kiều ở ngoài kia người ta cũng rất là thông thái, người ta nghe thấy coi như là ông Bằng hiện nay ông toàn tâng bốc không thôi, thì là những điều đấy người ta lần sau người ta không tin nữa, đúng không? Nhưng mà cho nên cái sự tuyên truyền của mình thì nó bị mất phản tác dụng. Nhưng bây giờ tôi nói với tất cả các bạn, ai mà có đầu óc tỉnh táo ra thì làm sao mà nghe được mấy cái diễn đàn của mấy thằng con Gen Trần hoặc cái thằng gì, cái thằng mà
mà Tân Thái hoặc bên Lê Trương hoặc trong diễn đàn là của thằng Xiêm Thái ngoài Bắc hoặc là chưa ở với con Phan Hằng gì Phan Hằng Phan Thị gì đấy, nghe chưa? Đấy thì ai mà nghe, vì chúng nó toàn đặt điều nói dối thôi, thì làm sao mà cái ý nghĩ tuyên truyền mà gọi là những kích động lòng dân người ta nghe được. Đấy rồi các bạn thấy không, những cái cuộc biểu tình ngày mùng 2/9 rồi, bây giờ chúng nó đổi thành mùng 4/9 rồi, xem tất cả bao nhiêu những người dân Việt Nam theo chúng nó, nghe theo lời của chúng nó. Vâng, em nói với anh là anh em mình lên đây với có hai mục đích. Một mục đích là nói rõ sự thật. Đúng. Tình trạng quê hương đất nước, tình trạng của những sự phát triển ở Việt Nam. Đúng. Và cái thứ hai là mình sẽ nói với đồng bào mình đừng bao giờ nghe theo những cái bọn bao que để làm những việc mà ảnh hưởng đến bản thân họ, gia đình họ và đất nước mình. Thế thôi, để cho mọi người hiểu được một điều rằng chân lý nó phải thuộc về những người có chính nghĩa. Bởi vì sao? Những cái người, bản chất của những cái người mà đang chống cộng phá đất nước này, phản động này, thực ra họ không yêu nước, họ chỉ lấy cái mác đó thôi, chứ không phải là yêu nước. Còn khi người ta yêu nước ấy, thì người ta lại phải có một cái cách khác yêu nước, một cách nó đoàng hoàng, chứ không phải lật đổ. Em nói với anh nhé, nó cứ muốn lật đổ thì làm sao mà phải là có tư yêu nước được. Người ta yêu nước, bây giờ đảng viên Đảng Cộng sản em chỉ tính khoảng độ 5 triệu người thôi, em nhân với gia đình anh em họ mạc nhà họ lên khoảng 6 người là có 30 triệu người thôi. Thế bây giờ chúng nó lên lật đổ có nghĩa rằng là chúng nó coi là kẻ thù, thế chúng mới giết 30 triệu người à? Ừ. Bây giờ anh em mình nó còn dọa giết, nếu mà nó giết anh em mình mà thì nó nhiều lắm, nó nhiều lắm. Đúng rồi. Bởi vì đại đa số người dân Việt Nam chẳng qua người ta không lên tiếng thôi, nhưng người ta đồng quan điểm với anh em mình. Em đã đi từ Nam ra Bắc về tận miền Tây, em nói vấn đề này, bởi vì em không nói ngay nhưng em đang hỏi vấn đề và em lồng ghép vào, thì họ bảo bọn đấy là cái đám gọi toàn là tôi nói với này, bây giờ xin lỗi này, nói với Tuấn Nguyễn một điều như này này, tức là nói vào bao nhiêu người xem mấy chú, thực tế là như này, ở trên mạng xã hội này những người dân Việt Nam người ta cũng không quan tâm đến vấn đề cái, rất nhiều người người ta không quan tâm đến vấn đề cái mạng xã hội này như nào. Người ta thấy đất nước Việt Nam hiện nay vẫn yên bình, vẫn phát triển, người ta đi làm ra ngoài đường ăn nhậu tất cả các thứ. Em xin lỗi anh Bằng nhá, người ta chỉ xem cái chỗ bán quần áo, đúng rồi, người xem còn đông hơn đấy. Em nói rằng chẳng qua anh em mình tự nhiên lại đi vào cái này thì tự nhiên nó như một cái gì đó. Đúng. Mình cảm thấy có trách nhiệm với quê hương đất nước thì mình phải nói thôi. Thế thôi. Chứ bất việc tỏ vẻ ra, anh hiểu không? Đúng. Đây là mình nói thật. Chứ còn mình còn nhá, nếu như để nói cái lượng người xem là không bằng cái bà bán quần áo online, cái con quẹt đấy, nó bán mỹ phẩm. Đúng. Thế bây giờ mấy bà bán quần áo online thì nhiều có khi là anh xem mấy nghìn người coi, mấy bà xem bói ấy, ở trên mạng ấy, còn nhiều hơn nữa cơ. Còn mấy cái anh mà ví dụ anh ngồi anh hát online mà giọng anh hát hơi hay tí, không phải ca sĩ chứ. Trời ơi, mình xem mà mấy nghìn người coi, tức là những người dân Việt Nam người ta không phải là không quan tâm chính trị, nhưng mà người ta thấy là đất nước vẫn yên bình. Người ta không quan tâm đến cái mạng Facebook này này. Đấy, người ta chỉ nghe người vào ta quan đấy. Tâm người ta có sử dụng nhưng người ta không để ý đến cái không để ý đến nói chỗ này, hỏi Y Nguyễn nó không biết là người ta biết cái gì cho nên là bọn này nó cứ tưởng là người dân Việt Nam, nên bọn nó cứ tung hô, bọn nó cứ giả tạo. Bây giờ có 15 thằng đi ra ngoài đường, bố nó tắc cả đoạn đường, nó bảo ơi biểu tình đông thế, cho nên là bản chất của ba que như thế, cho nên Mỹ nó mới bỏ. Em vừa phân tích ở cái đoạn đầu ấy là sự dốt nát rồi ngu hèn lại còn khốn nạn nữa, cho nên là Mỹ nó mới bỏ, nó quyết định bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa, mà trong đó anh biết rằng nó phải đầu tư 20 năm, tốn bao nhiêu tiền của. Bây giờ này, anh nói bên đây này, người Việt Nam mình hiện nay đang sống một đất nước thanh bình như thế này, đúng không? Nhưng bây giờ ví dụ này, đấy, cái bạn vừa rồi bạn ở bên phe đối độc lập, bạn bảo, bây giờ thử, bạn về Việt Nam, bạn cầm một cái cờ vàng ra ngoài đường, bạn đứng xem, 3 phút sau, anh chết. Là các bạn đánh nếu chết. Mà không có công an can thiệp, các bạn bị đánh chết. Thì lúc đấy có phải là những người kia, người ta có lên mạng xã hội này không? Đúng không? Người ta cũng chẳng quan tâm gì cả. Nhưng khi có giặc ngoại xâm, thấy chưa? Mà khi đất nước có biến, thì tất cả mọi người, cái lòng yêu nước lúc đấy người ta phải trỗi dậy. Ví dụ như bản thân tôi chẳng hạn, đầu tiên thì mình đâu có biết về cái gì đâu. Chứ mình vào, mình xem ca nhạc, nhưng không may kiểu nó rơi vào mấy cái vấn đề
coi như bọn kia nó xuyên tạc quá, mình không may mình xem vào. Thì cuối cùng cái lòng yêu nước của mình tự nhiên nó bắt đầu nó trỗi dậy, thì mình mới lên mạng mình nói. Chứ còn đúng, ngày mai đúng, chúng tôi vẫn đi làm, vẫn như bình thường, đất nước vẫn yên bình. Đúng không? Cho nên là đã dây, đã vào những cái gọi là mình nói về vấn đề chính trị này rồi. Thì thực tế ra bọn nó càng xuyên tạc thì cái lòng yêu nước của mình nó lại càng trỗi dậy. Đúng không? Đấy. Em nói với anh nha, bản thân nhiều người bảo ủa rồi ông tham gia làm gì cái rồi. Nhưng mà lắm mình nghĩ mình bảo không được. Bởi vì này khi mình đã lên đây rồi, mà mình đây rồi, trong đó bây giờ anh bảo nha, suốt ngày nó dọa. Cái thằng Chí Phạm qua lên nó bảo lên vùng này. Thằng ông Trần Siêu này, Bình Dương này, mới lên một số ra bảo này, em vừa lên chỗ nhà mình, em chỉ tặng mặt cái loại chúng mày, nếu mà để nói em nói với anh như con người em buông súng rồi, đối mặt luôn với cả em đi, kể cả ngoài xã hội đi, thì mày đã đủ chết rồi, chưa nói chuyện mà cái sủa toàn dọa dẫm, nó cứ dùng cái đấy để nó dọa anh em. Thằng anh em nào dư luận viên, nhưng mà nó cũng hiểu rằng là cái người anh em mình nó có cái máu này, đây không phải là hơn thua, không phải là về mặt kinh doanh, đúng, không phải mặt gì, đây là tình yêu Tổ quốc, kể cả dấn thân anh nhau, còn chúng ta làm sao mà thay đổi được, kể cả thằng AQ, AQ nó vẫn có, nó không bao giờ thay đổi được, và mặc dù cũng có những cuộc nói chuyện, mặc dù cũng có những cái tâm sự, nhưng cái cách lèo lái của chúng nó vẫn là một ba que. Mà anh biết ba que là như nào không? Nó khốn nạn ngay từ cái khi cái bài quốc ca nó lấy của ông Lưu Hữu Phước cho nó cắt gọt, tức là nó bài bài đấy là bài của cộng sản, ông ấy sáng tác là ông Lưu Hữu Phước, nó cắt gọt đi xong nó nhái đi. Mà cái thời Việt Nam Cộng Hòa nó có làm được cái gì đâu, ngoài những đồng tiền của Mỹ và cái ăn cắp, không có làm được cái gì cả. Nhát thì chưa oánh đã chạy ra hoảng, 30 tháng 4 mới vào đến nơi, và nó bỏ chạy từ ngày 20-17 rồi, nó đã bỏ chạy, tướng tá nó bỏ chạy hết rồi. Cho nên em nói thật sự, kết lại một câu anh em mình, thứ nhất lịch sử là lịch sử, đúng rồi, đã qua, nhưng những cái gì hiện nay còn lại, thứ nhất là cái bọn chống phá đất nước, bọn đấy gọi là bọn phản động trong và ngoài nước, anh hiểu không? Và nó dùng cái thể chế cộng ngụy gọi là Việt Nam Cộng Hòa là cái cờ vàng để nó dựng lên, để nó lấy cái cớ. Thế nên nhiệm vụ của anh em mình, nhiệm vụ này là Tổ quốc giao cho với lương tri của những người dân Việt Nam, đúng, có trách nhiệm, vâng, mình cần phải đả phá, mình cần phải ngăn chặn. Nó dùng phương pháp nào thì mình phải dùng phương pháp đó, đúng. Và mỗi một người dân, anh em nói với anh, có trách nhiệm với như anh em mình thì tiếng nói đến lớn hơn, dù rằng không lên mạng thì mình sẽ có lúc xuống được, anh hiểu không? Chứ chính quyền còn nhiều việc phải lo, chứ không phải chính quyền đi lo ba cái thằng rơm rác này làm gì cho nó mệt người. Em nói với anh, chứ cần chúng nó không bao giờ, chúng nó lúc nào cũng hô hào lật đổ mấy thằng Chí Phạm, là tao về, tao sẽ mấy cái thằng lưu luận viên rồi bảo vâng ông về đi, ai xử ông? Các ông chứ nói thật sự với anh là em cũng rất là một chuyến đi cũng rất muốn thăm các gặp các anh em, nhưng mà em cũng muốn là có thời gian. Hôm đấy cũng thấy bọn anh online là đang ngồi với nhau, tức là gọi là hôm nay lại còn có quả sinh nhật nên là em sẽ hứa hẹn các anh.